ăn mừng chiến thắng đang dang dở. Bỗng dưng những cái thiên thạch rơi xuống. Sáng hôm sau, hôm qua phê quá. Và chúng ta xuất hiện những con trù mới ở The Game Epic Mode Fighter phần 2. Đấy, nhạc cháy thật sự các bạn ạ. Nhưng mà mình phải tắt đi để nói các bạn là đây là phần tiếp nối của Epic Mode Fighter phần 1 mình đã từng chơi ở trên cây shooter này. Bạn nào mà chưa xem thì nhớ tìm lại mà xem nhá. Cơ bản thì chúng ta sẽ là một siêu chiến binh chiến đấu với tất cả những con trùm cực mạnh đến từ ngoài hành tinh các bạn ạ. Rồi, mình phải lựa chọn điều khiển à. Phần 1 mình chơi một trùm rất khó mà nó bảo là nên chơi. Không, bàn phím mới là chơi tốt nhất nha các bạn. Và chúng ta đưa vào con trùm đầu tiên. Đừng để bị bắn trúng vào đây, ok. Rồi, một con trùm, con đầu tiên là con trùm là con gì đấy? Con rắn này, con cá gì đây này. Bắn nó mình rơi rất là nhiều tiền. Mình phải nhặt tiền để mình có thể nâng cấp được đúng không? Rồi, cái này mình đã quá quen rồi. Ok, đã hơn nửa bình máu cho nó rồi. Ồ, rồi, né đạn rất đơn giản. Ok, con dê, nhặt tiền. Có xíu máu thôi, nó còn một xíu máu. Con trùm đầu tiên đã bay màu. Con trùm thứ hai, nó là một con mặt lợn à? Ôi, nó lại còn bị mụn mụn vỡ vỡ à? Ôi ôi, hơi tởm nha. Từ, mình đã không biết là mình nên bắn vào cái nào trước đây. Bắn vào mụn, bắn vào mũi nó hay là bắn vào mắt của nó nhỉ? Có vẻ như là chỗ nào cũng được hết á. Bắn vào đâu được cũng mất máu thôi. Rồi, ăn tiền. Ôi. Mình thấy mình đã có một cái kỹ năng bấm nút cách để dùng. Mình chưa hiểu nó là kỹ năng gì. Từ. Mình nghĩ nếu mà nó giống như là ở phần 1 ấy, thế là cái vòng bảo vệ. Đây, đúng rồi, nó là vòng bảo vệ. Đỡ cho mình một sát thương. Ây à đâu. Không sao, đỡ thế thôi được rồi, đủ rồi. Mình sắp thắng rồi. Con trùm thứ hai bay màu. Let's go. Con thứ ba, mạng nhện à? Một con nhện máy khổng lồ và nó bắn đạn, bắn vừa bắn đạn vừa bắn tơ. Nhưng chỗ tơ trên mặt đất sẽ làm cho mình đi vào là giảm tốc độ di chuyển. Được. Ủa? Adu, nó ăn ruồi để nó hồi máu. Ây à. Không được nha. Ai chơi như thế? Chơi thế bẩn quá, không được đâu em ơi. Và bây giờ sân chơi đã bị thay đổi. Nó tạo ra mình cái mạng nhện. Và mạng nhện nó không biến mất các bạn ạ. Nếu mình càng để lâu thì mạng nhện sẽ càng đầy sân chơi. Mình sẽ không thể nào mà mình có thể di chuyển thoải mái được. Rồi, mình kết con ruồi đã, không cho hồi máu. Rồi. Trời ơi, mới vào game sát thương yếu quá. Không đủ để mà giết con này các bạn ơi. Thật sự không đủ. Đừng. Không cho mày hồi máu. Ây da. Rồi, tuy chậm nhưng mà mình đã được nửa bình của nó rồi. Nửa bình máu rồi. À, chuyển qua bên này à? Chuyển qua bên trái này. Không vấn đề. Lụm tiền. Ây da. Rồi. Bình tĩnh, tự tin. Có thể mình sẽ câu kéo nó được tới lúc mình giết được nó đây. Rùi này. Ok, rồi. Bên này. Ây da. Chết rồi, mình còn một máu thôi. Một phát nữa thôi. Không được. Còn một xíu rồi, mình đã tới đây rồi. Mình có khiên. Nào. Sau bàn này mình chết cũng được. Sau bàn này mình chết cũng không sao. Không cho mày hồi máu. Yes. Thành công rồi. 1.000 đô đầu tiên vượt qua trùm thứ ba. Ôi, lần này là mình cưỡi trên một cái máy bay. Ta phải đấu với một con trùm đang ở trong cỗ máy khổng lồ. Nó gọi ra những con đệ. Và mình đã bay màu. Máu quá thấp rồi nhưng không sao. Đánh bại 3 con trùm, nhận được 3 điểm. 3 điểm là điểm gì đây? Thêm tiền à? Ok. Tiền miễn phí bằng việc bấm vào những cái link này. Anh chà. Bấm vào. Mỗi cái 150 đô. 4 cái là được tầm 600 đô. 1.661 đô. Rồi, sắm đồ thôi. Xem nào. Rất nhiều những trang bị. Nhưng mà tiền cũng đắt không kém nha.
vũ khí cộng 3 sát thương là 960 đô. Rồi, vũ khí là phải đầu tiên phải mua này. Ok. Còn gì nữa đây? Trang phục. Wow. 2700 đô với một kỹ năng Light Blast. Bộ này là bộ màu đỏ. Kỹ năng là đạn lửa. Có vẻ khỏe hơn cái bộ xanh này với giá là 500 đô. Xúc luôn. Rồi. Chúng ta ở trong bản phần 2 này là mình sẽ thay thế cái việc nâng cấp kỹ năng, nâng cấp chỉ số là mình sẽ mua sắm đồ trong cửa hàng à? Được đấy, thú vị đấy. Ok, chúng ta đến với con trùm thứ hai. Chúng ta vượt qua được con trùm đầu tiên luôn rồi, đến thẳng với con mặt lợn này luôn. Đó, bộ áo đỏ với cả súng đỏ. Sát thương của mình đã rất là to rồi, to hơn hẳn luôn á. Và mình đang đợi thôi. Ê à, tìm cách, chiêu thức mới. Đạn lửa, từ từ. Đạn lửa, ồ. Mạnh đấy, nhưng mà máu mình còn rất thấp thôi. Từ, đợi hồi máu lại. Rồi, nhện máy này. Đó. Sát thương của mình đã to hơn rồi, nên là bây giờ mình nghĩ rằng bắn cũng ok rồi đấy. Đó. Máu của nhện máy tụt xuống rất nhanh. Bây giờ phải đợi nó hồi chưa đạn lửa. Bắn đạn lửa một luôn. Này, ruồi này, rồi. Đạn lửa. Đúng. Dùng chưa nhỉ? Ô, oh, đã dùng được đạn lửa rồi. Hạnh. Chủ quan quá. Gì đấy? Ơ, phần thưởng ngẫu nhiên nó cho mình đúng cái áo mình vừa mua. Trời ơi, biết thế. Chả bỏ tiền mua cho xong, mình sẽ bán bòi đi. Đó, được một ít tiền. Phần thưởng. À, 100 đô. Được rồi. Mua được cái gì rồi ta? Con này là mấy con hỗ trợ này, nhưng mà đắt quá. Có vẻ như là mình nghĩ rằng là mình nên mua bổ sung thêm như kiểu là tốc độ. Như kiểu là cái này tỷ lệ chí mạng hay sao này. Ok, cái này là cộng máu này. Ok, lên cộng máu đi. Chưa có đúng không? Cộng máu này, cộng với cả tốc độ di chuyển đi. Rồi, mình chỉ có 3 ô đồ thôi, nên là mình phải lựa chọn đồ chuẩn xác. Khi nào mình có thêm tiền á, mình mới mở khóa ở ô tiếp theo là 500 đô. Rồi, chết. Rồi, con lợn này trả thù. Đó. Rồi, bắn cầu lửa luôn. Một phát cầu lửa, máu khá là thốn. Đó, nó phải như thế. Rồi. Đó, né ra. Nhẹ nhàng như đẩy xe hàng. Xong. Rất nhanh chóng, bây giờ con đầu tiên. Con lợn này là quá dễ rồi. Con nhện này mới mệt này. Cầu lửa. Một phát cầu lửa vào mồm. Ui. Máu. Bây giờ sát thương mình đã khá cao rồi. Rồi. Sát thương mình đủ để bắn chết con ruồi cho một viên đạn thôi. Rồi, lách qua lách lại. Dăm ba đồng tiền rơi, mình nhặt được thì nhặt, không nhặt được thì thôi, không sao. Ruồi này. À đâu, cầu lửa. Xong con nhện máy, let's go. Tiến tới, đúng tốc độ với con robot to tròn, mà không hiểu nó là con gì. À, máu con này trâu hơn hẳn rồi đấy. Sát thương của mình bây giờ là chưa thấm vào đâu cả. Ây à. Ôi. Ôi. Né hơi hơi. Ây. Khó thật sự ạ. Đúng là lên bản phần 2 này rồi. Bây giờ cái việc mà né đạn của đối phương là trở nên rất là khó khăn, khác hẳn với bản phần 1 luôn. Đâu, phần thưởng 827 đô. Quá tuyệt vời luôn ạ. Một đống tiền. Và với số tiền như này mình có thể sử dụng để mình mua được. Có lẽ là mình sẽ mua cái quần này đi. Cái quần này cộng vừa cộng máu, vừa cộng sát thương, vừa cộng tốc độ di chuyển. Nhưng mà thế thì mình sẽ phải gỡ một cái ra. Ê, phải mở khóa thêm ô rồi. Mở thêm ô chứa đồ. Rồi, 1722. Ê, lại chả mua được cái gì. Trời ơi, khó ta. Ê, mình có thể sử dụng được hai cái găng tay không nhỉ? Thử nhá. Dùng được, mình có thể mua đồ lặp được. Thế thì thôi, cứ sát thương mà triển. Chứ việc gì mấy cái đồ kia, đúng không? Này, với lại con này này. Ấy chưa, máu tụt kìa. Trời ơi. Đúng không? Cứ cộng sát thương thôi chứ việc gì phải cộng 3 mấy cái điểm kia làm gì. Sát thương to tự động giải quyết vấn đề. Rồi, nhện máy. Đó. Thấy máu tụt kìa. Trời ơi. Đây, cầu lửa đây. Không cho mày kịp ra ăn ruồi hồi máu luôn nha. Tiền về. Đó, rất nhanh chóng qua hai con trùm và đến vào đây con này.
con máy bay này khá là khó chịu đây. Mình có câu lửa là mình bắn luôn. Rồi, từ. Cái này phải căn này. Câu lửa, yes. Rồi, sắp xong rồi các bạn ơi. Nó không kịp gọi đệ luôn. À không, nó gọi được rồi. Hơi buồn nha. Ây da. Cố lên, nó xíu máu thôi. Yes, xong con trùng thế rồi. Đến với con tiếp theo. Wow, con này nó có cả một lớp khiên bảo vệ ạ. Ôi, và có những con đệ như là mấy con bọ cánh cam. Nó chính là những trái bom bắn vỡ những con đệ, nó sẽ phát nổ phá hủy cái khớp khiên. À hay rồi, phá vỡ khiên. Ok, ôi đã lửa. Ôi, không biết là mấy con này nó nổ cho lúc con này nó mất khiên thì nó có tác dụng gây ra thương không ta. Câu lửa. Rồi, con này mình thấy dễ hơn cái con nhì máy vừa rồi luôn á. Wow, ai à, một máu, chỉ có một máu thôi. Không sao, mình một máu mình chơi được. Một máu mình chơi được. Mình không chơi được. Nào, 4 lần được thưởng, sẽ ra phần quà gì đây? Câu lửa với sát thương cộng 5. Tuyệt vời luôn. Quá tuyệt vời luôn ạ. Thế là mình có thể bỏ bớt một đồ ra, bỏ cái đồ cộng đây đi. Thêm sát thương giờ là 18 rồi đó, 2792 đô. Mình sẽ mua được vừa đủ để mua được một bộ giáp mới cộng rất nhiều chỉ số các bạn ạ. Rồi, thế thì mình sẽ chiến luôn giáp mới đó, giáp đỏ thành giáp xanh đậm. Rồi này, bán ok, để xem sát thương của mình như nào đây với kỹ năng mới Light Blast. Nào nhện. Wow, quét dí là dễ dư chết luôn ạ. Được, rất nhanh chóng xong con chùm nhện máy. Đến con này, trời ơi, mấy con đệ chúng nó mình một viên đạn thôi là chết rồi. Hay, chiêu thức Light Blast, chiêu thức laser quá mạnh. Mình sẽ để dành nó để cho giết con chùm ở bàn sau. Xong, nào, về đây, tao phá khiên mày, sao tao dí laser. Rồi, mấy con bọ đâu? Ơi, đúng rồi, dí laser. Trời ơi, dí bén, máu nó tụt kìa. Các bạn ơi, máu nó đúng tụt luôn ý. À, còn một chút vậy thôi à? Mà chống đi, còn một xíu máu thôi, không thoát được đâu. Nổ. Chúng ta vượt qua con chùm thứ 5, vùng đất băng giá. Chúng ta đấu với một con khỉ đột khổng lồ. Ui, tập trung lấy đạn này, dí laser. Anh cha, nó tạo những cả cái những cái mảng băng, mình phải né tránh. Ôi, con này, à, dính vào băng là sẽ bị mất máu các bạn ạ. Ô, kịp rồi, may quá. Ok, mình vẫn sống. Từ, cố lên, nó còn xíu máu thôi. Ôi, ô. Yes! Chiến thắng con khỉ đột. Rồi. À, bây giờ mình lên máy bay để đấu với một con gì đấy? Con này là con gì? Ruồi trâu à? Let me join. Còn có một máu mới không kịp chuyện gì xảy ra nữa. Với 6 điểm nhận được. Ủa? Rồi 6 điểm nhận được của tôi thì xoay ra đồ gì? Alo, tại sao không thấy đồ ở đâu? Ủa, ảo ma Canada vậy? Thế mở khóa được thêm khá là nhiều đồ nhưng mà 6 điểm của mình không thấy đồ đâu. Hơi ảo nha. Rồi, 3.000 đô mở khóa được nhưng cả những cái bộ giáp mới cực kỳ xịn sò con bò, quần mới này, ui, toàn những trang bị xịn luôn. Nhưng có lẽ là mình nên mở khóa thêm những cái ô này ra để mình lắp thêm đồ vào các bạn ạ. 1.800 đô này, đây, ghép tạm cái giày vào đi. Hay là cái nào mà thêm sát thương ta? Một cái quần lót mà cộng tới 5 máu, 5 sát thương mà giá là 7.000 đô. Ồ, đắt thế. À, cái này là cộng tốc bắn, cộng tốc độ di chuyển và cộng giảm thời gian hồi chiêu cuối của mình. Cộng máu.
Mà đồ trong này giá cả đắt thế nhở. Thôi chịu rồi, này thôi chịu, chỉ có như này thôi, không đủ tiền mua cái gì cả. Rồi, chúng ta lần này thử lại là vào ngay với cái con cái khiên này. Ôi, né, ai à, không né được. Nào, nổ đi. Đúng rồi, dí là gì? À, con này khỏe thật á. Mình có chắc là mình né được cái đạn con này hơi yếu. Mình khả năng né mình không cao á. Ôi, còn có 4 máu này. Ây à. Ôi. Ê. Tự dưng cái game bị lỗi mất cái quả, mình tới được cái con trùm kia được một đống điểm, thành ra bây giờ mình chả được cái gì cả. Đây, được cái phần quà này, được tiền này. 2445 đô. Chả đủ mua gì, cay thật chứ. Được rồi, có lẽ là chúng ta sẽ tiếp nối cái cuộc hành trình của siêu anh hùng diệt trùm này ở tập thứ 2 nha. Khi nào mình đăng lên thì mình sẽ để ở đây. Còn có thể bây giờ nó là một cái video ngẫu nhiên ở đấy, các bạn qua xem tạm nhá. Mình sẽ hẹn gặp các bạn ở tập 2. Chúng ta sẽ tiêu diệt tất cả những con trùm trong cái trò chơi này. Nói về đây nha các bạn nhá.